Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay thì dâu tây ở trong vườn nhà Vi nó cũng bắt đầu nó chín rồi. Bây giờ là Vi có thể hái được rồi, cho nên hôm nay Vi sẽ thu hoạch dâu tây. Đây là giống dâu tây của Anh đó mọi người. Thì ở Anh có rất là nhiều giống dâu. Đây là một loại giống dâu nó dài và ăn nó rất là ngọt. Nhìn nó rất là bự luôn đó mọi người. Đây là cái bàn tay của Vi mà. Nó bự gần một nửa bàn tay của Vi luôn. Bên phía bên trong còn nhiều lắm luôn mọi người. Đó. Chín quá trời luôn nè. Đó. Mấy cái hường hường chắc mình cũng hái luôn á, chứ không là chim nó thấy nó ăn á. Nhiều lắm luôn mọi người. Rất nhiều trái đỏ và chín luôn mọi người ơi. Trái này chắc cũng chín rồi. Này chưa có chín đâu. Một số trái bị chim nó ăn à. Ở phía bên trong nữa mọi người. Quá trời luôn. Nhiều không? Còn nữa mọi người ơi. Còn bình thường nữa nè. Trong này. Còn nữa nè. Nhìn ngon không mọi người? Mấy chim nó đang ăn đồ đã ăn thức ăn mà con cún của mình nó cứ ra nó cắn mãi mọi người. Trái tiếng ngon.
Bên này thì Vi trồng trong chậu cho nên là nó èo ọt, nó không có được tốt bằng như là bên kia. Có một trái dâu chín nó ẩn ẩn ở phía bên trong này nè, nó ẩn mình ở bên trong hốc đó, mà nhìn không kỹ thì là không có hái. Mấy trái đỏ đỏ này chín rồi chắc là Vi sẽ hái luôn đó mọi người à, còn lại một số trái xanh thì để đợt sau hái tiếp. Nhà Vi nuôi chim trời mà, cho nên nó là nó hay xà xuống nó ăn thức ăn, mà nó thấy mấy trái dâu mà hơi đỏ một chút là nó qua nó mổ hết mọi người à. Cho nên là dâu mà nó đỏ là Vi ra Vi ngắt liền. Trái dâu này nó ngọt quá. Nó có cái hình giống như là cái túi xách á, giống như là một cái cặp xách vậy á. Này có thêm mấy trái nữa nè mọi người. Còn rất nhiều trái nó chưa có chín đó mọi người. Để đợt sau mình hái tiếp nha. Quá trời luôn nè mọi người ơi. Mọi người ơi, vậy là Vi đã hái xong rồi đó mọi người. Ngoài này thời tiết nó hơi lạnh cho nên phải mặc áo ấm đó mọi người. Nè mọi người ơi, quá trời luôn đó mọi người. Quá trời luôn nè. Vi đưa gần hơn cho mọi người xem nha. Đó, quá trời trâu ri luôn. Trái cũng bự lắm đó mọi người. Nói chung là có trái nó bự, có trái nó nhỏ mọi người. Bây giờ Vi sẽ ăn với kem tươi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt mọi người. Bye. Đừng quên đăng ký kênh nha. Đừng quên đăng ký kênh nha mọi người, để theo dõi Vi cho lần sau Vi hái thêm một mớ trô đi chín nữa thì Vi sẽ quay lại thêm cho mọi người cùng xem. Bye.